Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, bên em cũng vừa đưa quý vị và các bạn đến một cái trải nghiệm giữa cái nhạc có trầm và không có trầm với cái trầm điện mà bên em đang test trước mặt quý vị và các bạn đấy ạ. Vâng, thì hôm nay bên em chia sẻ một đôi chút với quý vị và các bạn cách chọn giữa trầm hơi và trầm điện. Vâng, hiện nay trên thị trường thì đang tồn tại hai dòng. Vâng, và vì sao chúng ta phải bỏ trầm hơi và chưa trầm điện so với không gian gia đình? Vâng, hiện nay trên thị trường đang tồn tại hai dòng, đó là trầm hơi và trầm điện, hay có những bác gọi là súp hơi hay súp điện. Vâng, thì về hai dòng này cơ bản tồn tại rất là nhiều thương hiệu khác nhau, và cũng có nhiều bác cũng chưa biết chọn lựa là hơi hay điện để chơi cho rằng karaoke gia đình. Vâng, đầu tiên thì em sẽ đưa quý vị và các bạn đến với trầm điện này, một chút về trầm điện đi. Vâng, về cơ bản trầm điện không hề ăn công suất của âm ly hay là của đẩy, vì bản thân trầm điện nó đã có mạch công suất riêng nên nó chỉ cần tín hiệu ra là chúng ta có thể kết nối được với trầm điện và hoạt động rất là đơn giản. Và ưu điểm nữa, trầm điện có thể chơi đa năng và đa dạng cách kết nối, như chúng ta cũng có thể kết nối được với nâng tiếng hay là vang cơ hoặc là vang số, và cũng có thể kết nối trực tiếp với cầu đỏ đen của âm ly, hoặc đằng sau loa hoặc đằng sau đẩy có những cầu đỏ đen chúng ta có thể kết nối được. Vâng, đó là cái cách kết nối vượt trội so với trầm hơi, đó là của trầm điện. Vâng, về cái trầm điện thì nó có kích thước rất là đa dạng, như bát 30, bát 40, và công suất cũng rất là lớn, và có thể đánh những không gian mấy chục mét vuông, gọi là đánh thoải mái, đánh căng đét, đánh tràn ngập cái tiếng trầm so với không gian lớn. Vâng, một chút hiểu biết về trầm hơi đi. Vâng, về trầm hơi về cơ bản cũng rất là hay, nhưng có một cái nhược điểm mà rất ít bác để ý, đó là cái trầm hơi này sẽ tốn rất nhiều công suất của đẩy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các bác khi bác mua trầm hơi mà cái đẩy lại chỉ có 2 kênh hoặc 4 kênh, mà các bác đã xài đủ hết các kênh rồi để chơi cho loa ấy, thì lại không còn cổng chống dành cho súp hơi, vì thế các bác lại phải thêm tiền mua thêm cái cục đẩy dành riêng cho trầm hơi hay là súp hơi. Như vậy các bác lại thấy rất là bất tiện, không ạ? Vâng, và cũng rất là lãng phí để chúng ta mua thêm cục đẩy mà lại chỉ chơi mỗi trầm hơi không. Đó là cái bất tiện rất là lớn mà đôi khi các bác thật sự là không để ý. Một vấn đề nhức nhối nữa cho các bác, đó là lúc mua ở các cái đơn vị A hoặc là đơn vị B nào đó mà không được tư vấn chi tiết, không tìm hiểu kỹ gọi là các thiết bị của người nhà các bác đang dùng có những cái thiết bị nào. Thứ hỏi mua trầm là tư vấn ngay trầm hơi, bản thân nhiều bác cũng chưa biết kết nối ra sao, bên bán gọi là cứ bán là bán thôi. Vâng, tư vấn ngay cho các bác súp hơi, các bác mang về thiết bị không đáp ứng được để chơi súp hơi thì nhà các bác chỉ có âm ly công suất rất là yếu, nên là các bác lại phải kỳ công đổi đi đổi lại rất mất thời gian. Bản thân không gian gia đình thì không nhất thiết phải dùng đến trầm hơi vì nó quá thừa công suất chơi gia đình. Trầm hơi chỉ dành riêng cho những không gian lớn như hội trường hay là những cái không gian ở ngoài trời rất là lớn, vì thế chúng ta mới phải chơi trầm hơi. Còn về gia đình, thực sự là cái trầm hơi nó không gọi là, nói chung là nó quá thừa để chúng ta chơi. Đấy, ví dụ là không gian bé, còn hôm nay cũng có những bác Vinh ở Hà Đông bác lên. Vâng, bác bảo là nhà có 27 mét vuông mà bác đang chơi trầm hơi, nó thấy nó rất là bất tiện, nó to quá, và cái chơi volume của cái trầm hơi ấy chỉ lên được một tí thôi mà nghe đã rất là khó chịu rồi, vì nó công suất quá mạnh, mà đôi khi còn những cái trầm mà không nghe hết công suất, nghe nó bí lắm. Chúng ta phải chơi được làm sao hết 90% cái công suất của cái trầm hoặc của loa nó mới đã tai. Vâng, đấy là cái mà em muốn chia sẻ cho các bác. Khi mua thì các bác phải nên tìm hiểu là có nên trầm hơi hay trầm điện để cho phù hợp với không gian gia đình. Vâng, đấy thì là em đã phân tích rõ nhược điểm của trầm hơi cho các bác, và vâng, vì thế các bác mới thấy biết được cái bất tiện của súp hơi chứ ạ, bằng tiêu tốn công suất và tốn thêm tiền mua thêm cái cục đẩy dành riêng cho nó. Vì thế các bác hãy chọn cho mình một cục trầm phù hợp với bộ dàn gia đình đang dùng. Vâng, quay trở lại trầm điện. Vâng, thì ưu điểm rất là nhiều, chơi đa dạng, giờ có cả trầm thích hợp cả hơi và cả điện. Vâng, quá nhiều sự lựa chọn cho các bác.
với không gian từ 70m2 trở xuống ấy, với trầm điện là sự lựa chọn hoàn hảo nhất và dễ dùng nhất, không quá kén thiết bị chơi. Đa mẫu mã, chọn lựa từ màu đen đến màu vân gỗ, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng đủ mọi không gian gia đình. Vâng, đó là những cái ưu điểm của trầm điện mà em muốn nhấn mạnh. Các bác hãy chọn cho mình những cái dòng trầm điện phù hợp từ cao cấp đến từ bình dân đến cao cấp bên em đều phục vụ. Vâng, thì trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, em sẽ bắt đầu test một đoạn nhạc cho các bác trải nghiệm trầm điện. Vâng, thì để quay trở lại với trầm điện đi ạ. Vâng, bên em giới thiệu rất là nhiều các cái dòng trầm điện hiện nay bên em đang có. Vâng, đó là thương hiệu B3, thương hiệu JBL, thương hiệu Bose, thương hiệu Martin, rất là đầy đủ, phục vụ tất cả mọi nhu cầu của các bác. Vâng, thì bên em đang test với cái Sub B3 mã là 815 Plus, 340 mặt trước, màu vân gỗ. Vâng, không gian lớn cái này với cái con số 340 mặt trước này, với không gian 70m2 thì đánh tăng nét luôn, công suất rất là lớn. Tại sao chúng ta lại phải chọn trầm hơi, trong khi đó trầm hơi tối tốn công suất, tiêu tốn cục đẩy, đó, tiêu tốn tiền của các bác. Vâng, bên này thì là cái Sub B3 mã là 2020, lại tích hợp cả hơi và lại cả điện. Đấy, rất là tiện lợi, chúng ta chưa kiểu gì cũng được, vô tư, đồ đất 350 mã là 2020. Còn bên này đó là cũng là 330 mặt của B3 mã là 2021, 330 mặt trước, cũng chơi cả hơi cả điện. Đó, tại sao chúng ta không chọn lựa đa dạng như thế này? Vâng, đấy, nhạc thì đang đánh trầm, đánh sâu, rất là uy lực. Đánh rất lực luôn ạ. Tất đây là mặt trước này, B3 này. Vâng, bên em bán rất là nhiều. Hôm nay em làm cái video phân tích cho các bác tại sao chúng ta lại bỏ trầm điện, chơi trầm hơi dùng cho không gian gia đình. Rồi, bên số Martin này, rất là nhiều khi lựa chọn cho các bác. Rồi, đây số Bose này, số Bose này ạ, số Bose và số B3 lòng vàng. Nói chung là rất là đa mẫu mã. Rồi, nhạc tắt chút đi một tí cho các bác trải nghiệm. Đây, nhạc không sụp các bác nhá. Rất mỏng. Trầm điện thì đáp ứng mọi không gian. Đây này, bật lên cho các bác ạ. Vâng, thì cái video này thì em cũng làm ngắn một chút để các bác làm sao xem và hiểu được bên em muốn hướng các bác đến cái sự tiện lợi, thuận tiện, đa dạng cách chơi mà lại không quá tốn tiền của các bác. Vâng, bác nào có xem video thì các bác cảm thấy hay, các bác hãy like cho em một like để bên em luôn luôn cập nhật những thông tin mới cho các bác. Rồi, bác nào có xem video mà chưa đăng ký kênh của JK Audio thì các bác hãy đăng ký kênh nhé. Và nhớ ấn chuông để cập nhật tin tức bên em cập nhật lên hàng ngày. Tin tức mới nhất, nóng hổi nhất, sản phẩm mới nhất và có những cái chương trình khuyến mại tốt nhất cho các bác nhân dịp tri ân, nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty. Vâng, đó là những cái cơ hội để các bác sở hữu được những cái thời gian, những cái giờ vàng, những cái sản phẩm chất lượng tốt và giá thành cực kỳ là phải chăng. Còn đặc biệt là cái hai cái dòng Sub B3 mã là 2020 và 2021 là bên em đang có giá chiên các bác nhá, đang có giá chiên. Công suất khá là khủng, 500W. Đây là Sub B3 2020 và 2021. Sở hữu nguồn xuyến chạy 4 sò và từ kép rất là khủng. Rồi, một lần nữa JK được chân thành cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ JK suốt thời gian vừa qua, và cảm ơn tất cả những bác khách hàng đã ấn like, ấn comment, đã xem video. Rồi sau đây xin phép được dừng video.
và sau cùng chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, Lâm Tiến với anh em cũng về rất là nhiều các bác nhá. Lâm Tiến ạ, CB600.